giờ này mấy anh em mình chuẩn bị đi săn các bạn ơi. 2 giờ đúng luôn nha các bạn. Đó. Xung quanh đây ta đâu trâu khá là nhiều luôn anh em thấy không? Đây mà có cò bợ nè, ngày nay chạy vắng hợp lý luôn các bạn. Đầu cái hào á. Ú. Cú hả? Trời ơi, tưởng chim sẻ không chứ. Cú vàng hả? Đâu. Mình thử thách coi ai sẽ là người hạ con cu đầu tiên. Chắc mình quá, Đảo Nguyễn chứ mày. Trời ơi, trời ơi, bái trời ơi. Hay lắm đứng ơi. Hạ quay đừng để Đảo Nguyễn thể hiện. Đó. Rồi. Hay quá. Cô Dằn mới đứng cỡ đó là hả? Rồi chúng ủ hay dữ. Rồi chúng đẹp luôn. Phiền phong. Thấy không? Nhàn phong luôn. Là lẽ gọi là con này anh đà đó đấy, tại cưng bắn. Đó, thấy không? Núp cái mình lú cái đầu ra. Con này cam dữ lắm rồi. Chết luôn giờ. Ừ. Nãy lú đầu cái đó. Này già, ừ, dài lắm già. Màu lên xanh luôn. Ê con này hào tính nè. Được không? Qua đây. Anh cũng quên đem túi rồi. Sao mà tính được. Ê, thầy ác nhỉ. Con cò dưới dơn. Đó là đóng. Ừ, này. Chạy xuống hút này. Rồi, đi. Không, không, không. Đi. Rồi lắm. Rồi lắm. Con khác trời dưới kêu điện kìa, nằm dưới nước kìa. Ê ê ê ê ê trời ơi, chạy chút gì nữa kìa. Đâu giỡn hoài á á đồ thì chứ. Nè. Ê đáp dưới nước luôn nè, đáp dưới nước nè. Đó đó đó. Đáp dưới nước. Đâu cho lấy ai giờ ai lội đó trời ơi. Đâu, anh biết em là rất là giỏi trong việc lội nước. Trời ơi, trời gọi đi nó báo nè. Anh từ từ đi để coi nó còn bay được không cái đó. Nó nằm im chút là nó thấm nước vô cánh. Chuẩn bị cuối cùng. Đây anh em ơi, Đô đang lội ra ngoài con cò để đắm dơm cho anh em thấy nha. Nè. Em thấy đốm trắng không? Ơi nó còn lú đầu anh ơi, còn ngóc đầu. Còn ngóc đầu lên. Em có đem đồ nghề không? Có. Đừng có bay nghe cò. Lội gần tới việc bay là buồn lắm á. À lội. Có cái nào lội gần tới cò rồi cò nó bay lên không anh em? Nó thấy không? Thấy không? Kìa bay kìa. Há tròn ngoài trời. Đậu dớn luôn kìa. Đố lội luôn, lỡ lội luôn rồi. Anh em lên dớn đậu nữa kìa anh em ơi. Đố quạo rồi. Vì anh để dưới mới là anh lấy ra. Anh Vũ. Yeah. Cái bóc một cái rồi.
Đã mày khơi trời. Thôi đi lại kêu đi lại lụm luôn đi cho rồi. Sao lụm được? Chết mẹ không ướt, rồi Bi ướt, rồi Vũ da ướt nữa. Chúng một cái thôi thì cố lên em ơi. Hết pin về. Rồi gỡ rồi. Ra là mày thăm gà thùng nước bắn đạn lạng lên lại đây anh em mình sau 20 phút rồi đó bắt được con còi chứ các bạn. Em bò dưới sau nghe cổ phải không? Nghe cổ. Ờ nó thấy nó lạc ngang. Nhìn mắt nhìn nó thấy đâu dơm cái điện thoại lại. Con còi này chiều nay ăn ngon lắm nè. Đồ bay. Trời ơi trời ơi. Trời ơi. Trời ơi đây nè. Quá nhiều khủng lồ. Ôi ôi khủng lồ, anh em đã từng thấy cái này chưa? Hả? Cái này chỉ nằm trong chim bao mà thôi. Không, đây là cái này kìa. Khủng lồ đen. Trời ơi trời. Gớt không, bay yếu rồi. Gớt. Con này gớt nãy. Rồi gớt rồi. Đau lắm đau rồi. Sao bay ngoài hả? Rồi. Xuống. Quyến đó. Qua hầm bên kia luôn. Rồi. Hầm thứ ba. Bên đó chạy xe được không? Dạ. Bên đó mình chạy xe được không? Được mà. Chạy qua đây ha. Sợ đường ấy đi dí nãy ơi. Đang đứng khơi bay lại mày. Dính vô người nữa đó. Bay khơi hả? Anh quạt cánh hết nổi gan con mà hổng em bắn luôn trời. Ờ, xả từ xuống. Đó. Trời yếu quá. Làm chim đâu bay trơn luôn. Chim á. Vẫn còn mình trái nè. Rồi giờ mới đi qua, giờ mới xa đi. Cái đắng kêu trời. Coi. Coi. Đấy. Trời. Con này nãy mình bắn bay vô mình nè. Dí nè. Vai có thể lặn cài đây. Chèm luôn vậy mất tiêu rồi. Gớt. Bay luôn trời. Vô đích vô mình nữa là đó. Chút bịt lặng. Lẹ ghê chứ. Mà tới số mày rồi.
ngay cái đầu nó mới chịu chết. Dạ ngay cái đầu nó mới chịu chết đó. Con này mình vẫn nghĩ cánh qua đây dí lâu quá lâu các bạn. 2 phút. Anh em ơi. Trời ơi nè, vô lưng nè. Tùm lum đảng nhưng mà nó lặn hoài luôn. Nè ba. Đang gịnh cọc cọc anh em. Anh bay 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 bay. Chứ mặt mình. Hên cậu bây giờ sẵn nè. Cắn kìa. Ồ cắn luôn bây giờ. Ê, chụp luôn đi, ừ chụp đi luôn đi. À, rồi. Vậy cầm 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 đi. Mày không giữ hả mày? Nhỏ con không giữ. Cái giỏ nhiều dịch trời. Nè. Ừ. Nè. Hai con anh em ơi. Con này nó mình không quay. Ấy. Giống ánh sáng. Giống cái chân hay giờ. Giống cái chân. Giống ánh sáng quất cái nó nẻn qua bên vậy đó. Bóc cái nẻn qua rồi không bay luôn. Và khơi khơi không mày. Nó không thấy mình. Cô bự trên đây. Lên lên. Quất ngay đầu đó. Chết mẹ không mướt rồi. Hả? Nè cái này gớt nè. Rồi gớt. Rồi gớt. Giọt giọt quá, giọt ái quá. Còn trên cây gì hết này. Lên âm bi nữa. Còn cái nịt. Bồi bồi á. Mấy anh em đang đang chờ hàng bay ra. Trong lúc chờ đợi mấy anh em có bãi được quá gì này về tới xài nữa các bạn. Mấy con mì. Giờ mấy anh em đang đợi đói rồi nè các bạn. Vô, phải gọi. Ê. Ê. Lụp lê lê chứ kìa. Tại nó đây kia nó hay là nó bay vô liền. Có cái giường ớt kế bên bực cây cài. Có luôn hả? Có luôn. Đại lý ớt. Dạ, ớt kìa. Ớt cứ nhỏ chọc kìa. Ăn vô mỏ nhìn cũng thấy ghét. Chua. Không không, ngọt ngay à. Này ngọt hả? Em với dạ. Con ngay nè. Ngay hả? Hả? Ừ. Mình ăn cái không ngọt cho được. Ừ, ngon ngay trời. Ngay. Mình ơi. Ừ, ớt cũng ngọt hả? Thiệt. Thương. Ngon ngay à. Vô chú bà ơi. Chú bà. Ủa. Hả? Vô ăn mấy đứa. Dạ. Để nướng miếng hoài em. Không rồi hả? Nó ra hả? Nó hả? Cà ngon. Mặn chua. Ngon quá. Chú ba nói chuyện gì kinh quá ha. Mì, mì cũng ngon ha. Chua. Làm còi luôn đây. Dớt. Dớt. Quá đẹp. Quá đẹp. Em bắt. Quá đẹp. Thanh quân xin linh xuất hạ. Để cổ đi. Trung cổ rồi. Mày vừa đi. Trời ơi, túi đắng kìa, cậu bỡ túi đắng kìa. Kìa, cậu bỡ túi đắng kìa quá trời kìa. Mấy anh em đang đi bắn chim bằng tiếng nhỏ đặt gà là sao trời? Gà mấy ký tấn? Tấn ơi. Tấn ơi. A few inches later. Gớt. Gớt. Ủa kỳ gì? Hả? Con dạy nó trúng nặng cái bay luôn trời. Cái mình kia anh đảo rồi. Đó, vừa qua nè. Cái mình kia anh đảo rồi. Đó, vừa qua nè.
quá đẹp luôn thầy ơi. Đã nói mất tới mình mà. Ai để của em nào? Ký cử. Em nào? Quá đẹp. Đã nói tới mình mà. Bà đi cái hình liền. Hỏi mua gà mẹ ơi. Hỏi mua gà mẹ ơi. Đi đi nha mẹ, đừng có mua gà. Bên kia lụm nó chưa? Cái bên này tao rất ngay luôn đó. Để đỡ chỗ thôi thôi. Gắt. Trời ơi trời. Đó. À, chú lượm anh em, chú lượm anh em. Mẹ nó vẫn lút nha, nó vẫn lút được. À. Đó. À, chú lượm anh em, chú lượm anh em. Ôi ôi. Nặng mà. Đủ này nặng, mập. Đủ mồi. Quá mập luôn anh em ơi. Rồi đổi xe nè anh em ơi. Đó. Sau một ngày đi chơi với em Hami. Đó, mấy nay mình vừa về tới nhà cũng nhỏ các bạn. Ai cũng bị lôi cái nước gà xịt với chiếc xe quá trời dơ luôn. Đâu chiếc xe nào mà bẩn xe mình đâu. Xe mình là vô địch luôn. Cái này nãy em có đập ra không? Nhạc lên luôn anh em ơi. Cho anh coi anh quay có đúng không? Cái gì mà muối hả? Đúng. Đây anh em ơi. Anh em ơi, chưa chích mấy đẹp đó anh em ơi. Qua. Thử một khúc coi. Đây kìa. Đây, ôi hấp dẫn chưa? Đây, chén nước chấm thần thánh. À, nổ muối à, ăn chén chấm thần thánh là ok nha anh em. Bếp ga mới nha các bạn. Giờ mình sẽ hâm thử luôn em ơi. Wow. Này thấy khói lên rồi. Ôi ôi. Thơm. Có ai thấy thử cái gì chưa? Rồi anh em tập trung ra đồ chưa? Rồi xuống luôn cái nhà ơi. Mấy này mình mới mua thêm vài chút vịt lộn nha các bạn. Thì hôm nay mấy này mình sẽ xương xương củ đế nha anh em. Mưa này mà uống củ đế cái ấm luôn các bạn. Tại vì trời kia còn mưa nè các bạn. Rồi khai đầu chú bài. Chú ba. Ôi, múc đưa mặt vô. Wow. Nãy làm cái chưa đâu đâu. Chưa chưa. Rồi, rồi. Wow. Ủa con mạo đẹp anh em ơi. Hồn dữ gì ta. Nào đúng là trời ơi, mấy cái là săn lại cứ nhắc đá ghê luôn ơi. Mấy con đó để đây đây. Mấy con đổi để đây chút lấy cái sao mấy con đổi đây chính rồi nè. Đắc liền. Thôi nào ơi. Đây hôm nay mấy anh em mình cà phê luôn nha các bạn. Cảm ơn luôn các bạn ơi. Cái quá của cái gà được không? Vô, 2, 3, vô. Rồi, kéo nè. Anh em ăn gì đó ăn, nếu mà ăn mất con to mình ta kéo mình cắt ra. Để bữa nay trải nghiệm thử cái món giặt đi. Con giặt hả chú ba? Ừ giặt đi. 32 để con cắt ra mới được. Giặt đây, giặt đây nè. Cắt cái này đây cho dễ. Đó. Ồ, hấp dẫn quá. Chấm muối anh. Đây. Đem hai cái đi. Là trải nghiệm thử cái món này nha. Nó mềm mèo luôn á. Được không? Mềm, ngon luôn á. Chứ thường dạt mình nướng này kia nó dai nhất rồi. Quan trọng nó ngọt không? Dạ. Có lửa con ngoài mềm nó ăn nó bắn. Ghê vậy.
hai ba vô. Rồi vô luôn anh Thanh ơi. Tôi dạng anh em. Tôi anh em nghe. Ngon. Ủa giờ thử lúc anh em hết dạng rồi mình vô nhưng mà thôi. Đó rồi uống luôn anh em ơi. Hôm nay ổn tí xíu anh em cảm nha. Vô. Giờ nè. Vô thôi. Uống cho em. Cứ ngồi đi em. Đây cái cổ anh em ơi. Nhưng mà dưới cái cổ nó là một cái bao tử vàng các bạn. Ok. Bao tử vàng kìa, nó dài các bạn. Mình khoái nhất là cái bao tử của mấy cái con dài rồi là mấy con này to to anh em. Anh em lấy là anh em làm ngon lắm. Hai cái đâu? Đây ơi. Thì mấy anh em không? Hôm nay mấy anh em có quần được mấy trái đồ gồng anh em. Có mấy củ nhỏ chứ bà, củ nhỏ, đỏ nhỏ đang để đó. Mềm ừ, mềm lắm. Ừ, củ này chưa chín đâu. Củ này chưa chín rồi em ơi. Được rồi, lên lại à. Em ăn đây. Uống đi, uống vô khúc này đi. Vô. Cho đám trắng nữa. Cảm ơn mới biết đầu chứ được. Mình đã biết cái nước con giặt ra nó ngọt quăng này không biết sao. Hay là không không giặt không ngon. Hay là ăn một bên chưa cảm nhận được là lấy luôn bên kia. Không có hết quá. Mặn lắm. Này ngọt rồi nè anh. Ngon hơn con giặt luôn đó. Ngọt cái bây. Dạ. Không con lửa, con lửa. Hay là nước con giặt nó chảy ra mà không biết. Con lửa cọc cọc ngon không biết bắn chứ mà. Đang bay luôn. Quá ngon. Chụp nó lẻ bây giờ cùng ngói, bắt cùng ngói. Dạ nó bắn chết chứ. Đây, vô. Đợi đâu em đâu mạnh đi, vô. Quá đã luôn. Ôi ôi. Thầy mùi gì vậy? Tấn mà tay nó sao em bữa nay em món này thấy là hiểu không đó, anh dễ làm đúng không dạ lâu lâu đổi gió ăn món này ngon. Thử cái con cọng cọng đi hôm nay không nên bắn con cọng gì nhất của anh. Ăn cọng là nghĩ anh giặt luôn rồi. Để thơm quá lần thật thơm phức luôn phức. Dạ ăn không lại cọc cọc thơm quá thơm luôn ừ. Không ngon thiệt nha nó ngon cọc cọc nó thơm quá thơm luôn vậy em ơi không bắn dạng nữa qua bắn cọc cọc rồi
Hình như là tại cái con cọp này ngon quá quên. Con lạ. Ừ. Nên mình làm cái món lạ món mới thì lúc nào vậy cũng ngon. Mà nói chung là ngon thiệt. Ăn anh ba, cầm cái cạp á. Thịt cọp nó đen. Đây nhìn trong á. Ấy gà nhập trong kìa. Cái con này chắc mấy con ha. Đỏ đỏ cái này ăn nó đậm. Đậm nó cao. Ngon cá hay gì. À, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Ngọt xương người ta nhai xương luôn quay. Đã, nhai cổng cổng luôn. Nhai chín chu vi cổng cổng mà. Thật ra gì mà bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm là hơi, bỏ tiêu cho ngọt ta. Vô chú bay, đại diện đây chú bay. Vô, vô mấy em ơi. Vô. 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 Hai, ba. Vô. Ai, trời ơi, cái này sớm nè. Hết luôn. Tôi đã dành nè. Hình như cũng thịt bò luôn. Trời ơi, nó ngon luôn. Nếu là mai mốt này chơi mấy anh em mà bắn cọc cọc về cho muối thử. Ngon thiệt là ngon luôn. Đây đó là tối tối nó tính nó tỉnh vô ngồi cầm cà. Dạ. Lấy hai cái gì đó ăn khác mà. Đó thằng cà rẻ.